Để tiếp tục bài học hôm nay thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những bài tiếp theo của chương trình ngữ pháp lớp 5 của chúng ta. Thì trong cái bài làm hôm nay thì cô sẽ đầu tiên thì cô sẽ nhắc lại về cấu trúc của thì quá khứ đơn để cho các bạn mình nắm lại một chút xíu, và sau đó thì mình sẽ cùng nhau vào làm bài các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn mình lưu ý cho cô, trong thì quá khứ đơn thì thể khẳng định thì các bạn nhớ là chủ từ sau đó đến động từ ở cột số 2 hoặc là thêm VD. Thì các bạn lưu ý là thì quá khứ đơn là diễn tả một hành động đã xảy ra ở quá khứ rồi các bạn nhé. Nên là các bạn đã làm một cái việc gì đó ở quá khứ thì nhớ là chủ từ cộng với vào cột thứ hai đối với động từ bất quy tắc, còn nếu có quy tắc thì mình sẽ thêm ed. Thì trong cái bài làm hôm nay thì đa phần thì chúng ta sẽ thêm ed các bạn nhé. Tiếp tục đó chính là câu phủ định, thì câu phủ định là có not thì các con nhớ là mình phải mượn trợ động từ did, thì mình sẽ làm là chủ từ cộng did thêm not là chủ từ cộng didn't cộng động từ nguyên mẫu. Nhớ khi mình đã mượn trợ động từ rồi thì động từ của chúng ta sẽ đưa về nguyên mẫu. Và tiếp theo đó chính là câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì các con lưu ý dùm cho cô là mình sẽ đưa trợ động từ did lên đầu câu, và sau đó nếu mà có từ để hỏi thì các bạn sẽ ghi từ để hỏi ở đầu câu, còn không thì mình sẽ đưa trợ động từ did lên và sau đó sẽ đến chủ từ, và động từ của chúng ta chắc chắn sẽ đưa về nguyên mẫu, tại vì mình đã mượn trợ động từ rồi thì động từ sẽ đưa về nguyên mẫu. Và sau đó còn cái gì các bạn ghi lại giùm cho cô. Các bạn lưu ý thì trong câu hỏi yes no question thì mình sẽ trả lời yes hoặc là no, thì ở đây người ta không có phân biệt chủ ngữ số nhiều hay chủ ngữ số ít, mà mình nhớ là nếu mà yes thì mình sẽ đi với chủ từ và cộng với did, còn nếu mà no thì các bạn nhớ là no cộng với chủ từ và cộng với didn't. Thì đó là cái phần hướng dẫn nhanh của cô. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào làm bài. Câu số 1. Bài số 5 thì người ta yêu cầu là break complete sentence using the past simple. Thì bây giờ là mình sẽ viết cái hoàn thành cái câu này ra và sử dụng thì quá khứ đơn. Thì bây giờ người ta đã thứ nhất người ta cho cái cấu trúc câu và người ta đảo lộn trật tự nó rồi, thì bây giờ mình sẽ sắp xếp lại trật tự câu cho đúng, và sau đó thì động từ của chúng ta sẽ thêm gì ed vào. Thì bây giờ cô sẽ làm như sau. Các bạn nhìn vào đây, người ta cho finish my dinner last night. Thì bây giờ mình cô sẽ sắp xếp là I finished my dinner last night. Thì bây giờ các bạn lưu ý là chữ finish thì cô sẽ thêm ed vào để cho nó về cột thứ hai các bạn nha. Thì tôi đã hoàn thành đã xong cái bữa ăn tối của mình vào tối hôm qua. Vậy câu số 2, want I to get up early. Thì cô sẽ làm như sau. I wanted to get up early. I wanted to get up early. Thì là động từ của chúng ta là want. Vậy cô thêm ed là hành wanted, thì là tôi đã muốn thức dậy rất sớm. Tiếp tục number 3. Thì các bạn đầu tiên thì người ta cho chữ not nè. Tiếp theo là listen to music purely. Thì các bạn mình lưu ý giùm cho cô ở đây là mình sẽ có not. Thì bây giờ các bạn lưu ý đây là câu phủ định thì mình phải mượn trợ động từ did thêm not sẽ thành didn't. Thì cô sẽ làm như sau. Billy didn't listen to music. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình mượn trợ động từ did rồi thì mình sẽ động từ của chúng ta sẽ đưa về gì nguyên mẫu. Thì là Billy didn't listen to music. Tiếp theo number 4, the car was we. Vậy thì các bạn lưu ý là cô sẽ làm là we washed the car. Thì bây giờ cái động từ của chúng ta là wash thì cô sẽ thêm ed vào động từ wash. We washed the car. Tiếp tục number 5, Polly and mom cook lunch. Thì bây giờ là động từ của chúng ta là cook đúng các bạn, thì cô sẽ thêm ed. Polly and mom cooked lunch. Polly và mẹ đã nấu bữa ăn trưa. Tiếp tục Hashan's his teacher help. Thì bây giờ cô sẽ làm là Hashan helped his teacher. Thì các bạn nhớ là chữ help thì các bạn thêm ed vào nhé, vì nó là động từ. Thì là Hashan đã giúp giáo viên của anh ấy. Thì đó là cái phần bài số 5 của chúng ta. Tiếp tục thì chúng ta sẽ qua cái phần bài số 6. Thì phần bài số 6 người ta yêu cầu là look at the information below phrase expression using ago. Thì các bạn nhớ là cái chữ ago này nó có nghĩa là trước đây, là ví dụ như là 2 ngày trước thì là sẽ là 2 days ago. Hoặc là ví dụ như là 3 tháng trước có thể là 3 months ago. Được chưa nào các bạn? 5 năm trước có thể là 5 years ago. Ok, thì nó có nghĩa là giống như là trước đây đã xảy ra rồi, thì bây giờ là ở đây là cái thời gian của hiện tại, thì cái thời gian này là thời gian về sau đó, trước đó rồi, đã xảy ra rồi. Được chưa các bạn? Thì bây giờ mình sẽ xem như thế nào là khoảng mấy năm. Thì bây giờ các bạn nhìn coi, now the year 2008.
The year 2005. Thì bây giờ đây, cái này là 2008, cái này 2005 thì có phải là 3 năm về trước không các bạn? Thì 3 năm về trước sẽ là 3 years ago. 3 years ago. Tiếp tục. The years 2000. The years 2000. The years 1990. Thì là bây giờ là năm 2000 thì trước đó là năm 1990 thì có phải là 10 năm không các con? 10 năm thì cô sẽ làm là 10 years ago. 10 years ago. Ok thế nào? Tiếp tục. Tiếp theo nha các bạn nha. 10:30 in the morning. 9:30 in the morning. Có phải là một tiếng trước không các bạn? Một tiếng trước. 1 hour ago. Cô sẽ làm 1 hour ago. Được chưa nào? Thì các bạn nhớ là đây là 10:30 và 9:30 có phải là một tiếng trước thì là sẽ là 1 hour ago. Bạn nào có thể làm cái cách là 1 hour ago cũng được nha. Tiếp theo number 4. June and February. Thì các bạn mình lưu ý giùm cho cô là June là tháng mấy? Là tháng 6 và February là tháng 2. Vậy thì bây giờ là cách nhau 4 tháng thì cô sẽ làm là 4 months ago. 4 months ago. 4 tháng trước. Tiếp tục midnight and 11:59. At night. Thì các bạn có thấy là midnight. Midnight là cái gì các bạn? Nửa đêm. Nửa đêm và có phải là 12 giờ trưa không các bạn? Có phải là nửa ngày không? 12 tiếng không? Thì cô sẽ sử dụng là a half day ago. A half day ago là nửa ngày trước. Được chưa nào? Nửa ngày trước. Thì cô sử dụng là a half day ago. Thì các bạn mình lưu ý thì đây là cái phần bài làm của cô và các bạn thì mình sẽ sử dụng cái từ ago á, nên là mình lưu ý là ago thì nó nghĩa là trước đó, nên là mình sẽ